Phần 4 Lực sử Đạo Gia Liệt Tử và Dương Chu một Tiêu giao cùng đạo Thầy Liệt Tử nói, trời đất không có đủ công dụng, thánh nhân không có đủ mọi khả năng, vạn vật không vật nào dùng vào đủ mọi việc được. Chức vụ của trời là sinh ra và che vạn vật, chức vụ của đất là gây hình và chở vạn vật, chức vụ của thánh nhân là giáo hóa, chức vụ của mỗi vật thì tùy theo khả năng của nó. Thiên Thiên thụy, Bộ Liệt Tử Liệt tử được xem là tác giả và cũng là nhân vật chính của những truyện kể thể hiện những nguyên lý cơ bản của đạo gia, hướng con người đến mục đích chiêm nghiệm lẽ đạo và tu dưỡng tâm tánh. Những truyện kể ấy cấu thành nên bộ Liệt tử, một bộ sách triết cổ mang đầy hơi thở của cuộc sống. Thực tế, một số truyện kể trong trong bộ Liệt tử cũng được tìm thấy trong bộ Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Mặc dù sử ký Tư Mã Thiên không ghi nhận tiểu sử của Liệt tử, thông qua một số thiên trong bộ liệt tử và nam hoa kinh nhiều học giả cho rằng liệt tử có tên là liệt ngự khấu người nước trịnh học trò của hồ khâu tử lâm căn cứ theo các tác phẩm của mạnh tử trang tử và một số triết gia cổ khác liệt tử là một triết gia có tiếng tăm và học thuyết riêng sống vào khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên cuộc đời và ngôn hành của liệt tử là đề tài tranh luận của các thế hệ sử gia và học giả hiện nay nhiều nhà nghiên cứu tin rằng ông không phải là tác giả thực thụ của bộ sách liệt tử xét theo truyền thống của người trung hoa cổ có người cho rằng bộ sách là sản phẩm do các môn đệ ghi chép lại ngôn hành của liệt tử sau khi ông mất rằng bộ sách là tập hợp các tác phẩm của nhiều tác giả thể hiện tư tưởng của liệt tử xét theo quan niệm đó tư tưởng chủ đạo đã phát khởi từ trước có lẽ vào khoảng thế kỷ thứ ba bốn trước công nguyên về sau nội dung các thiên mới ra đời và được sưu tập lại thành bộ sách liệt tử. Giả thuyết nói trên có thể lý giải được vì sao bộ liệt tử lại thiếu tính nhất quán. Nhiều bài có nội dung diễn giải tư tưởng đạo gia theo hướng kết hợp và dung hòa với các triết thuyết khác, xem trọng khổng tử cũng như mặt tử. Khuynh hướng dung hợp ấy được các nhà huyền học đời sau khoảng 220 đến 420 sau công nguyên phát triển thêm. Khổng tử lại được tôn vinh là bậc thánh nhân vĩ đại hơn cả. Vì thế, chúng ta có thể xem bộ liệt tử như là chiếc cầu nối tư tưởng giữa triết học đạo gia và các triết thuyết khác. Đạo trời dưới cái nhìn của liệt tử. Giống như lão tử và trang tử, liệt tử cho rằng đạo là cội gốc của ngu sự tạo hóa, là quy luật vận hành vạn vật, không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ và khái niệm. Thiên lực mệnh sức người và mệnh trời có đoạn viết. Đạo trời tự tạo mà nên, sâu xa không biết đâu là cùng, đạo trời tự nó vận hành, mênh mông không có chỗ phân biệt, trời đất không phạm được nó, thánh nhân không nghịch được nó, ma quỷ không lừa dối được nó. Cái tự nhiên đó im lặng mà gây nên mọi vật, làm cho mọi vật quân bình và yên ổn, nó tự đưa đón nó. Tóm lại, đạo là thực tại tuyệt đối, bất khả tư nghị, bất sinh bất diệt, huyền diệu và có trước cả trời đất. Phép trai tâm của liệt tử liệt tử chủ trương rằng con người có thể dựa vào trí khôn trực giác qua quá trình thực hiện đời sống hợp nhất với đạo một đời sống quân bình thuần nhiên và tự do tự tại quá trình thực hiện ấy đòi hỏi sự thành tín chuyên chú tinh thần nhằm đạt đến tâm hư tỉnh thế nào là tâm hư tỉnh đó là cái tâm không chấp kiến không dụng công mà vẫn dung hợp với tự nhiên thiền trọng đi có đoạn viết lòng mình vô chấp thì hình vật ở ngoài sẽ hiện rõ ra lòng mình động thì như nước, tỉnh như gương, ứng với vạn vật như tiếng vang. Dùng tâm cầu đạo thì thấy nó ở xa, chứ nó vốn không ở xa. Vô tâm cầu đạo thì thấy nó ở gần, chứ nó vốn không ở gần. Cứ yên lặng thì được đạo, giữ cái thiên tính còn toàn vẹn thì được đạo. Thiên hoàng đế có truyện liệt tử thuật lại quá trình học đạo của lão thương như sau. Từ khi ta là môn đệ của thầy ta, là bạn của bác cao, sau ba năm, lòng không dám, không dám cân nhắc phải trái, phải trái. miệng không dám, dám nói đến lợi hại, lúc, lúc đó mới chỉ được thầy, được thầy ta liếc mắt nhìn thôi. Sau 5 năm, lòng ta lòng lại lòng cân nhắc phải trái, miệng ta, ta lại lợi nói đến lợi hại, lúc đó, đó thầy, thầy ta, ta mới tươi tỉnh cười tư với ta. Sau, sau 7 năm, lòng ta tự nhiên suy tư, thấy không có gì là phải trái nữa, miệng ta tự nhiên nói ra, không biết gì là lợi hại nữa, lúc đó thầy ta mới cho ta ngồi cùng chiếu. 9 năm sau, giải thoát được ý nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng đã không phân biệt cái phải trái lợi hại của ta ở đâu đã không phân biệt cái phải trái lợi hại của người ở đâu cũng không phân biệt thầy ta là thầy bạn ta là bạn nữa hết phân biệt nội với ngoại mình và vạn vật rồi thì cảm giác của mắt cũng như cảm giác của tai của tai cũng như của mũi của mũi cũng như của miệng hết thảy đều hòa đồng với nhau lòng ta ngưng lại hình hài ta được giải thoát xương thịt ta như tan ra ta không cảm thấy thân ta dựa vào cái gì cả không cảm thấy chân ta đạp đất nữa ta theo gió mà qua đông qua tây như lá li cành như hạt li cây không biết ta chở gió hay gió chở ta nữa theo liệt tử hư tâm là trạng thái tối cao của đời sống hòa đồng với vạn vật hợp nhất với đạo học được đạo từ lão thương ông cưỡi gió mà về ngự phong nhi hành thực tâm không biết ông chở gió hay gió chở ông nữa trì mệnh an thời Chúng ta hành động, và hành động ấy đơm hoa, kết quả và chính mùi nhờ thời tiết của trời đất. Theo liệt tử, có hai dạng thế lực luôn tác động đến đời sống con người chúng ta, nỗ lực của con người và thiên mệnh. Nỗ lực của con người mang đến rất nhiều điều, phát triển sự nghiệp, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, năm, năm. Tuy nhiên mệnh trời lại là thế lực hùng mạnh hơn. Nó có thể tác động đến và làm thay đổi mọi kế hoạch của con người ở bất kỳ thời điểm nào. Người đạt đạo hay thánh nhân biết rõ rằng không có gì có thể đối kháng được mệnh trời cả. Thiên lực mệnh có đoạn viết, sống và chết đều do mệnh trời, nghèo khổ là do thời vận. Oán ghét cái chết là không biết mệnh trời, oán ghét, biết oán ghét nghèo khổ là không biết thời vận. Chết mà không sợ, nghèo mà không buồn, là người tri mệnh an thời biết mệnh trời mà thích nghi với hoàn cảnh. Tóm lại, liệt tử chủ trương vô vi, khuyên chúng ta nên thuận theo tự nhiên và thiên mệnh. Tri mệnh an thời thì gần với đạo, hợp với thiên nhiên là phương cách phát huy năng lực bản thân hữu hiệu hơn cả. Lẽ sống chết theo liệt tử, vật có sinh, có trưởng ắc có tử, có hoại. Thiên Thiên Thủy có nhiều đoạn văn và truyện kể rất thú vị bàn về lẽ sống chết, bao hàm những ý như sau. Sống chết là lẽ tự nhiên, là quy luật mà vạn vật hữu hình không thể tránh được. Theo lý, cái gì sống thì phải hết chết. Cái gì phải chết thì không thể không hết được, cũng như cái gì sống thì không thể không sống được. Vậy kẻ nào muốn sống hoài không chết là kẻ mê muội, không hiểu lẽ trời. Con người từ lúc sanh đến lúc chết, trải qua bốn sự biến hóa lớn: tuổi thơ, tráng niên, già rồi chết. Khi thơ ấu, khí và chí chuyên nhất, thật là hòa hợp, cho nên ngoại vật không làm thương tổn được, mà cái đức thật đầy đủ tám. Lúc tráng niên, khí huyết tràn trề, dục vọng và tư lự phát lên mạnh, bị ngoại vật tấn công nên đức bị suy. Đến tuổi già, dục vọng và tư lự giảm đi, muốn nghỉ ngơi, không cạnh tranh nữa nên ngoại vật không tranh thắng với mình. Tuy không được như tuổi thơ, nhưng cũng khác thời tráng niên rồi. Đến lúc chết thì là nghỉ ngơi, là trở về lúc ban đầu. Sống là gửi. Ông Thuấn hỏi ông chân chính có thể đạt được, nắm được đạo không? đáp ngày cái thân của anh cũng không phải là của anh thì làm sao anh nắm được đạo lại hỏi thân của tôi mà không là của tôi thì là của ai đáp nó là hình hài trời đất giao cho anh đấy đời sống không phải là của anh nó là sự điều hòa trời đất giao cho anh đấy tính mệnh không phải là của anh nó là sự kết hợp trời đất giao cho anh đấy cho nên khi đi chúng ta không biết đi đâu khi ở không biết ở đâu khi ăn không biết ăn gì Trời đất là cái khí không ngừng vận động Làm sao nắm được nó để làm cái của mình Nên vui sống Khổng tử đi chơi núi Thái Sơn Gặp Vinh Khải Kỳ Bận chiếc áo lông bằng da hưu Quấn dây lưng bằng thần Vừa gãy đàn cầm vừa hát lang thang trên cánh đồng choanh Khổng tử hỏi Có gì mà vui vậy Đáp ta có nhiều cái vui lắm Trời xanh ra muôn loài Chỉ có con người là quý Mà ta được làm người đó là một cái vui. Đàn ông so với đàn bà, đàn ông được trọng, mà ta lại là đàn ông, đó là hai cái vui. Có những kẻ sinh ra không được thấy mặt trời mặt trăng, chết ngay khi còn bọc trong tả, mà ta này đã được chín chục tuổi, đó là ba cái vui. Nghèo là cảnh thường của kẻ sĩ, chết là phận chung của mọi người. Ở vào cảnh thường mà được số phận chung của mọi người thì có gì mà buồn. Khổng tử bảo, đại quan như vậy, sáng suốt thay chết là nghỉ ngơi. Tử cống học mệt rồi, thư với trọng ni khổng tử, còn muốn được nghỉ. Trọng ni bảo, sống thì đâu có được nghỉ. Tử cống hỏi, vậy thì con không có lúc nào được nghỉ sao? Đáp, có chứ. Nhìn những nấm mồ ngỗ ngang, cái thấp cái cao kìa, chỗ nghỉ ngơi đó. Tử cống nói, sự chết lớn thay. Người quân tử chết là được nghỉ, kẻ tiểu nhân chết là hết, không làm bậy được nữa, trọng đi nói thêm tứ anh hiểu rồi đấy người ta đều biết sống là vui mà không biết sống là khổ biết chết là buồn mà không biết chết là nghỉ chết là trở về tinh thần thuộc về trời hài cốt thuộc về đất thuộc về trời thì trong mà tán thuộc về đất thì đục mà tụ khi tinh thần lìa thể xác rồi thì mỗi cái đều trở về nguồn gốc riêng của mình cho nên gọi là quỷ quỷ mà quỷ tức là quy là về về với cái gốc của nó hoàng đế bảo tinh thần về nhà cửa của nó rồi hài cốt về với cội nguồn của nó rồi thì làm sao ta còn tồn tại được nữa sống chết là mệnh trời có thể sống được một cách vui vẻ mà sống đó là trời thương đến lúc nên chết mà chết là được trời thương có thể sống được mà không sống là bị trời phạt đến lúc nên chết mà không chết là bị trời phạt có thể sống có thể chết mà được sống được chết là do mệnh trời không nên sống không nên chết mà sống hoặc chết là do mệnh trời vậy thì sống sống chết chết không do ta hay do ngoại vật đều do số mệnh cả trí óc ta không sao hiểu được lẽ sống chết dưới con mắt đạo thầy liệt tử đi qua nước về vừa đi vừa ăn môn đệ đi theo thấy một sọ người đã trăm năm bèn vạch cỏ chỉ cho liệt tử thấy Liệt tử quay lại nói với môn đệ là Bách Phong, ta với cái sọ này biết rằng không có gì thật là sinh, thật là tử. Cái sọ đó có thật cho chết là buồn không? Ta có thật cho sống là vui không? Đã là hình thì phải có chỗ tận cùng, mà trời đất có tận cùng không? Có vẻ như trời đất cùng tận cùng với ta. Nhưng như vậy trời đất có thật là tận cùng không thì ta không biết được. Đạo có tận cùng không? Nó vốn không có khởi thủy, làm sao có tận cùng được? Nó có hết không? Nó vốn là không có vô thì làm sao mà hết được? Lâm loại trả lời tử cống, sống với chết như qua với lại. Chết ở đây biết đâu chẳng phải là tái sanh ở nơi khác. Làm sao biết được hai cái đó không như nhau? Làm sao biết được đau đấu khó nhọc cầu sống chẳng phải là mê muội? Lại làm sao biết được bây giờ chết đi chẳng hơn là sống? Thiên Thiên Thụy có đoạn viết Đời mộng, đời thực Sách Hoàng đế có câu Hình mà động thì không sinh ra một hình khác mà sinh ra cái bóng. Thanh âm mà phát thì không sinh ra một thanh âm khác mà sinh ra tiếng vang. Cái vô mà động thì không sinh ra cái vô mà sinh ra cái, sinh ra cái hữu. Vạn vật sinh ra từ đạo, biến hóa ra thiên hình vạn trạng theo lẽ kết hợp âm dương. Một trong những khía cạnh biến hóa của âm dương là mộng và thực. Đời sống con người không thể tách rời khỏi thế giới có thực có ảo, có hình và có bóng, có âm có vang, có tỉnh có mộng, Tất cả đều là những trạng thái biến hóa của các mối quan hệ âm dương. Thiên mục vương có đoạn. Trạng thái tỉnh có 8 biểu hiện, trạng thái mộng có 6 điểm. 8 biểu hiện đó là gì? Đó là chuyện cũ, hành động, được, mất, buồn, vui, sinh, tử. 8 biểu hiện ấy ở trong cõi hình thể. 6 điểm là gì? Đó là chính mộng ở yên mà mộng, kinh ngạc mà mộng, nhớ nhung nghĩ ngợi mà mộng thức mà mộng mơ mộng vui mà mộng lo lắng mà mộng sáu thứ mộng đó do thần giao mà có ở trong cõi tinh thần bất kỳ một cơ thể nào dù doanh hư đầy vơi thịnh suy hoạt động hay nghỉ ngơi đều cảm thông với trời đất cảm ứng với vạn vật cho nên khi khí âm dương mạnh thì mộng thấy qua sông lớn mà hoảng sợ khí dương mạnh thì mộng thấy qua đám lửa rực mà cảm thấy nóng bỏng khí âm và khí dương đều mạnh thì mộng thấy chuyện sống chết Thầy liệt tử bảo, tinh thần người ngủ gặp cái gì thì cái đó là mộng, cơ thể tiếp xúc với cái gì thì cái đó là thật. Cho nên ngày nghĩ đến cái gì thì đêm mộng tới cái đó, thế là tinh thần và cơ thể gặp nhau. Cho nên tinh thần mà ngưng lại thì tư tưởng và mộng mị tự nhiên tiêu tan. Tin điều mình thấy khi tỉnh thì không nói, tin điều mình thấy trong mộng thì không sáng suốt, chỉ là sự biến hóa qua lại của sự vật thôi. Bậc chân nhân người đắc đạo thời xưa khi tỉnh thì quên mình đi, khi ngủ thì không nằm mộng, lời đó có thể tin được. Thiên Mục Vương còn có chuyện kể về một người đầy tớ già hàng ngày làm việc cực lực cho chủ. Mỗi đêm, ông nằm lăn ra ngủ vì kiệt sức, luôn mơ thấy mình làm vua, cai trị muôn dân, sống trong cung điện, ăn ngon mặc đẹp, toàn quyền quyết định mọi việc theo ý mình. Tỉnh đậy, lại sống cuộc đời làm tôi tớ cho người khác. Có người thấy ông làm việc vất vả, tỏ lời an ủi, Ông nói, đời người dù sống trăm năm thì cũng một nửa là ngày, một nửa là đêm. Ban ngày tôi làm thân thể nô lệ, khổ thì khổ thật, nhưng ban đêm được làm vua, còn gì sướng bằng, còn oán hận nỗi gì? Về phần người chủ, ban ngày lòng bận việc đời, trí lo sản nghiệp, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đêm nào cũng ngủ ly bì, nằm mê thấy mình làm tôi tớ, vất vả làm đủ mọi việc mà còn bị đánh, bị mắng cực khổ trăm chiều nằm mộng như thế ông ta mê sản hỗn hển suốt đêm sáng dậy mới hết lo buồn người chủ tâm sự với một người bạn bạn ông ta khuyên địa vị của anh đủ vẻ vang rồi tài sản của anh dư dật hơn người khác nhiều rồi ban đêm có nằm mê thấy làm thân tôi tớ thì cũng là vui khổ thay phiên nhau ấy là lẽ thường muốn cho lúc tỉnh và lúc mộng cùng sướng cả thì đâu có được nghe người bạn nói vậy Ông ta nới tay cho tôi tớ Giảm bớt chuyện lo lắng và toan tính trong ngày Từ đó Chuyện mộng mị ban đêm cũng bớt đi nhiều Đời là cõi thật hay chỉ là giấc mộng Ta nằm mộng trong đời thật Hay ta sống như thật trong giấc đại mộng Theo liệt tử Chỉ có bậc đắc đạo thánh nhân mới lý giải được điều đó Dẫu sao đi nữa Thật và mộng là hai khía cạnh của thế giới hiện tượng này con người có thể đạt được đời sống hòa hợp với đạo khi tìm thấy sự mãn nguyện và tự tại trong cả hai khí cảnh ấy. Ghi chú: Từ năm 742 năm thứ nhất niên hiệu Thiên Bảo vua Đường Huyền Tôn, bộ Liệt Tử được tôn xưng là Sung hư chân kinh, đến đầu thế kỷ thứ 11, đề vua Tống Chân Tôn được thêm hai chữ Chí Đức nữa, thành Sung hư Chí Đức chân kinh, Sung hư có nghĩa là hư không. Như vậy, bộ sách ấy được đặt ngang hàng với Đạo Đức kinh và Nam Hoa kinh vân vân. Chen, một nước chư hầu nhỏ đời chiến quốc 403, 221 trước công nguyên, này thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Về sau, nước trịnh bị nước Hàn tiêu diệt. Đầu tiên, học giả lưu hướng 79, 8 trước công nguyên đời Hán sưu tập được 8 thiên mục vương, thang vấn, lực mệnh, dương tử và bốn thiên chẳng rõ đề mục. Về sau bản sưu tập ấy bị thất tán do loạn lạc. Đến đời hoài đế nhà tấn 307 đến 312, học giả trương trầm sưu tập lại, hiệu đính và chú giải. Cũng được tám thiên ngoài bốn thiên có nhan đề kể trên, còn bốn thiên nữa là thiên thụy, hoàng đế, trọng ni và thuyết phù. Mò tê u 450, 400 trước công nguyên, mặc tử tên thật là mặc dịch, người đề ra học thuyết của mặc gia, dạ. chủ trương phi mệnh không tin vào thiên mệnh, túc mệnh hay định mệnh, Kim ái thượng hiền, tiết kiệm, chống lễ nhạc xa hoa, xem đời sống cực khổ là đức hạnh. Thiên tiêu giao du, Nam Hoa Kinh cũng đề cập như thế. Trước liệt tử, lão tử cũng cho rằng, hàm đức chi hộ, tỷ ư xích tử nuôi cái đức cho dày, như con đỏ. Các bậc thánh nhân vốn trọng đức hồn nhiên của trẻ con. Thuấn là vị minh quân thời cổ 2255-2206 trước công nguyên. Chương không rõ là ai Có lẽ chỉ là một nhân vật hư cấu Thuộc nước lỗ Này ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Tên là Đoan Mục Tứ Tự là Cống Học trò khổng tử Có tài biện thuyết Thích buôn bán Làm quan nước lỗ Nước vệ Người Trung Hoa thường hay dùng hai tiếng phát âm giống nhau để định nghĩa Thí dụ như y giả Ý giả Nghĩa là phép trị bệnh y phải lấy ý mà đoán Hoặc nghĩa giả Nghi giả việc nghĩa là việc đáng làm. Theo truyền thuyết, Hoàng đế là Bậc Thánh Quân, tên là Hiên Viên, trị vì 100 năm 2698, 2598 trước công nguyên, viết một quyển sách gồm bốn thiên, gọi là Hoàng đế Thư, nay không còn. Ý muốn nói, xét bề ngoài thì có sinh, có tử, nhưng xét đến cùng thì đó chỉ là biến hóa, không có sinh, không có tử. Theo cao sĩ truyện, lâm lại là ẩn sĩ ở nước ngụy 2. lịch sử dương chu con người và tư tưởng dương chu là triết gia có ảnh hưởng quan trọng trong nền triết học trung hoa cổ đại tư tưởng triết học của ông thường được đề cập đến trong tác phẩm của các triết gia và học giả thuộc nhiều thế hệ mạnh tử người cực lực công kích chủ thuyết của dương chu cũng đã từng cay đắng than thở rằng lời của dương chu và mặc địch tràn ngập cả thế gian Tuy vậy, những sự kiện về cuộc đời của Dương Chu vẫn còn nằm trong vòng mù mờ. Một số học giả cho rằng ông sống vào khoảng từ năm 440 đến năm 380 trước công nguyên. Số khác lại cho rằng ông sống vào thời điểm muộn hơn. Dương Chu ở ẩn không ra làm quan mà chỉ dạy học. Hẳn là ông cũng không trước tác, không chủ tâm lập ra một học thuyết. Nhưng sinh hoạt của ông không bàn đến vũ trụ quan và tri thức luận được thể hiện qua khoảng 20 bài viết trong bộ Lệ tử Thiên Dương Chu tác giả thực sự của những bài viết ấy vẫn còn nằm trong vòng tranh luận. Về mặt tư tưởng, ngoại trừ Win Sịch Trang, nhà triết sử học Trung Hoa nổi tiếng trong thế kỷ 20, hầu hết các học giả đều cho rằng Dương Chu là một triết gia thực thụ, có chủ thuyết riêng về một đời sống hòa hợp với đạo. Triết lý sống của Dương Chu rất rõ ràng. Ông dạy môn đệ quý trọng sinh mệnh, sống theo mệnh trời, thuận theo thị hiếu tự nhiên của mình và mưu cầu một hạnh phúc giản dị. Đó là một nhân sinh quan rất gần với chủ trương quý sinh khinh lợi của lão tử và thuyết toàn hình bảo chân. Bất dĩ vật lụy hình giữ vẹn hình hài, bảo toàn thiên chân, không để ngoại vật làm lụy đến hình hài của trang tử. Triết lý ấy hướng đến đời sống thơ nhàn an lạc và tự tại, đời sống của một ẩn sĩ không màng danh lợi, một đạo gia đích thực. Thiền Dương Chu có đoạn. Dương Chu bảo, nguyên hiến sống nghèo khổ ở nước lỗ, tự cống thì buôn bán ở nước vệ, Nguyên hiến vì nghèo mà tổ sinh, tự cống làm giàu mà lụy thân. Vậy thì nghèo đã không nên, giàu cũng không nên, nên làm sao đây? Đáp, nên làm sao cho vui vẻ, an nhàn tấm thân. Kẻ biết sống vui thì tránh cảnh nghèo, kẻ biết sống an nhàn thì tránh sự làm giàu. Theo Dương Chu, không có nguyên tắc hay luật lệ nào xứng đáng làm quy định chuẩn mực cho cung cách ứng xử của con người. Mọi nguyên tắc, luật lệ của thế nhân đều phiến diện và nghịch thường. Ông cho rằng con người nên sống theo bản năng tự tồn của mình, không áp chế bản năng của người và vật khác. Từ đó mọi vật đều có cơ hội phát triển theo thiên tính và đạt được cuộc sống toàn mãn. Dương Chù bảo, thọ nhiều lắm là trăm tuổi, mà ngàn người không có một người sống đến tuổi đó. Dẫu có được thì tuổi thơ phải chịu cảnh bế bồng cộng với tuổi già cũng chiếm mất gần một nửa khoảng trăm năm ấy rồi. Thời gian ban đêm ngủ, ban ngày bỏ phí, lại chiếm mất một nửa khoảng còn lại. Ốm đau, buồn khổ, tán thất, lo sợ lại chiếm mất một nửa số khoảng thời gian ấy. Tính ra, chỉ còn được độ 10 năm, xét trong khoảng ấy thì những lúc được sống ung dung vui vẻ, không bận tâm lo lắng gì cả, gom lại chẳng được một giờ. Vậy thì con người sống để làm gì? Vui sướng ở chỗ nào? Vui ở chỗ cái đẹp, cái ngon, vui ở cái thanh, cái sắc, nhưng cái đẹp, ngon lại không được hưởng cho đến chán Cái thanh, sắc không được chiêm ngưỡng cho đến nhàm Thế mà người ta còn dùng cách thưởng phạt để khuyên ngăn Dùng danh vọng và pháp luật để cấm đoán Người ta canh cánh ganh đua nhau để được cái hư danh một thời Cầu cạnh cái hư danh sau khi chết Cứ nhớ đến cái phải cái trái mà không dám cho tai mắt được theo sở thích của mình Đánh mất lạc thú của cuộc sống trước mắt Không lúc nào được ung dung tự tại Như thế liệu có khác gì cảnh bị công cùng hay không? người thái cổ biết rằng đời sống chỉ là tạm chẳng bao lâu rồi sẽ chết cho nên họ hành động theo lòng mình không trái với thị hiếu tự nhiên không bỏ lỡ những gì làm vui cho cuộc sống không để cái danh quyến rũ họ sống theo bản tính không trái với xu hướng của vạn vật không mang đến cái danh sau khi chết cho nên không nghĩ đến hình phạt danh tiếng hơn hay kém tuổi thọ nhiều hay ít họ không quan tâm đến một số học giả đời sau quy kết rằng dương chu là người có khuynh hướng sống theo chủ nghĩa khoái lạc xét rằng ông phản đối các nguyên tắc và luật lệ tôn trọng bản năng thị hiếu và đề cao lạc thú đặc biệt là xét đến lời phát biểu nổi tiếng của ông bạc nhất mau như lợi thiên hạ bất vi giả nhổ một sợi lông để làm lợi thiên hạ cũng không làm dương chu bảo người xưa mất một cái lông mà lợi cho thiên hạ thì cũng không chịu mà có ai đem cả thiên hạ phụng dưỡng cho mình thì cũng không nhận nếu mọi người đều không muốn làm lợi cho thiên hạ thì thiên hạ sẽ bình trị thật ra với chủ trương danh vô thực thực vô danh cái gì có danh thì không thực cái có thực thì không có danh dương chù là người quý sinh trọng kỹ xem danh lợi là nguyên nhân của mọi phiền não trong cuộc sống theo ông còn người sở dĩ không được nghỉ ngơi an nhàn là vì bốn nguyên nhân hàm thọ hàm danh ham vị và ham tiền. Vì ham bốn cái đó nên sợ quỷ, sợ người, sợ uy quyền, sợ hình phạt. Hạng người đó gọi là trốn tự nhiên, vì họ sống hay chết đều tùy ở ngoại vật. Kẻ thuận mệnh thì đâu cần thọ, không ham quý hiển nên đâu cần danh, không cậy thế thì đâu cần địa vị, không ham giàu sang thì đâu cần tiền của. Đó là hạng người thuận tự nhiên, trong thiên hạ không có gì đối được với họ, số mạng họ ở tùy họ không ở tùy ngoại vật nhà sang áo đẹp thức ăn ngon vợ đẹp có bốn thứ đó rồi thì còn cầu gì khác nữa nếu còn cầu thêm là tham lam vô độ mà tham lam vô độ là loài sâu mọt của âm dương vậy thì thế nào mới là bậc chí nhân Dương chu bảo coi thân mình là vạn vật coi vạn vật là thân mình chỉ có bậc chí nhân mới được như vậy đó là chủ tột bậc của sự hoàn thiện Tư tưởng của Dương Chu được một số nhà huyền học đời sau noi theo và phát triển thành triết lý sống theo cảm hứng, cách sống của các bậc tài tử phong lưu. Ghi chú: Theo ước tính của học giả Vũ Đồng, được ghi nhận trong bộ Trung Hoa Triết học Đại cương, học giả Hồ Thích đưa ra con số niên đại khá tương đồng 440-360 trước công nguyên. Nguyên hiến tự là Tư, môn đệ của Khổng Tử, nghèo mà vui về đạo. Khi khổng tử mất, ông đi ẩn ở nước về. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 5 với nội dung Trào lưu huyền học tình cảm và lý trí thăng hoa.